Những ngày này khi cả dân tộc ta náo nức kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử và thời đại vô cùng to lớn trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thì đâu đó trên các trang mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên nhằm phủ nhận giá trị to lớn và thành quả vĩ đại mà cuộc Cách mạng tháng 8 đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Hàm hồ hơn, những kẻ tự xưng là nhà nghiên cứu này nọ còn nhắm mắt phán bừa đây là cuộc cách mạng ăn may. Vậy những giọng điệu lạc lõng mơ hồ ấy là của ai? Mục đích đằng sau những chiêu trò xuyên tạc lịch sử ấy là gì? Để trả lời cho những câu hỏi này, hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên chủ nhiệm bộ môn Cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân, khoa lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị. Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn. Tháng 8 năm 1945, chấp thời cơ phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, tại Việt Nam thì chính phủ bù nhìn thân Nhật của Trần Trọng Kim tỏ ra hoang mang và hoàn toàn tê liệt. Đảng ta và Hồ Chí Minh đã có một quyết định lịch sử, đó là phát động toàn dân khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến. Tại hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945 đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay đêm 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào đã thông qua lệnh tổng khởi nghĩa và quyết định quốc kỳ, quốc ca của Việt Nam, lập ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Ngay sau đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, trong đó nêu quyết tâm, giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lệnh tổng khởi nghĩa, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945, nhân dân cả nước đứng lên tổng khởi nghĩa và đã giành được chính quyền trên phạm vi cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trân trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì trong tất cả các yếu tố để làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, yếu tố quan trọng nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch. Trong lúc đó còn rất nhiều các tổ chức đảng phái ở Việt Nam, chứ không phải chỉ có Mặt trận Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương, nhưng họ không có đủ cái tầm, họ không có đủ lực lượng, họ không có đủ vai trò để họ đứng ra để mà giành chính quyền, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. Và cái đó nó cho thấy rằng là lúc đó chỉ có một cái lượng lượng duy nhất, đó là Mặt trận Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, là huy động được toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Là một nhà nghiên cứu lịch sử thì đồng chí có đồng nhất quan điểm với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà về những yếu tố quan trọng đã làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 hay không ạ? Và vì sao ạ? Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà. Bởi vì như ta đã biết rằng là trong thời kỳ này thì ở Việt Nam có một số các cái tổ chức đảng phái và một số các cái lực lượng. Tuy nhiên các cái đảng phái, tổ chức lực lượng đó người ta chưa đủ mạnh, hay nói cách khác là họ không đủ thực lực, mà duy nhất, độc nhất chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương, nay Đảng Cộng sản Việt Nam, là đảng mà tập hợp được chung quanh mình cái lực lượng đông đảo của cả dân tộc. Và chỉ có đảng này thì mới lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 8 thành công vang dội, long trời đã đến như vậy. Gần đây thì trên một số các trang mạng xã hội đã có những ý kiến trái chiều về nguyên nhân thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8, và có những ý kiến đã cho rằng là cách mạng tháng 8 chỉ là sự ăn may của đảng ta khi mà ở Việt Nam lúc đó thì đã xuất hiện có một khoảng trống về quyền lực. Vậy thì điều này thực tế thì có đúng không ạ, thưa đồng chí? Tôi cho rằng đây là một cái quan điểm hoàn toàn là có dụng ý cá nhân, mà dụng ý xấu, mà thậm chí có thể gọi là quan điểm phản động. Vì sao?
Thứ nhất, quan điểm này họ cho rằng đây là cuộc cách mạng ăn may. Tức là họ lý giải rằng là Nhật đầu hàng đồng minh, nhưng mà quân đồng minh chưa kịp vào Đông Dương để tiếp quản và giải giáp vũ khí của quân Nhật. Chính vì thế mà ở Đông Dương lúc này có một khoảng trống quyền lực. Và Việt Minh tranh thủ thời cơ này để nắm quyền lực. Tình hình quốc tế đem lại, phát xít Đức bị Liên Hợp Quân Liên Xô đánh bại, rồi Nhật đầu hàng đồng minh chỉ là những yếu tố khách quan, thuận lợi. Nhưng mà yếu tố khách quan đó tôi cho rằng chưa đủ hội tụ thành yếu tố thời cơ. Mà thời cơ phải bao gồm hội tụ đủ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Mà chủ quan tôi cho rằng chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Và Đảng đã có đường lối đúng ngay từ đầu và quá trình tập duyệt chuẩn bị lực lượng. Và đặc biệt tôi cho rằng cái trực tiếp nhất chính là quá trình Đảng luôn luôn biết tạo lực, tạo thế, tạo thời cơ. Khi mà chưa có lực lượng thì tạo lực lượng, đấy chính là tạo lực. Rồi là luôn luôn theo dõi sát thời cơ, luôn luôn đưa ra các dự báo khi nào thì thời cơ xuất hiện, những cái tiêu chí để nhận biết thời cơ. Cho nên là khi mà thời cơ xuất hiện thì Đảng ngay lập tức Đảng chớp được thời cơ. Như vậy không phải nước nào cũng có thể chớp thời cơ để có thể làm nên một cuộc cách mạng long trời lở đất, giành độc lập dân tộc như ở Việt Nam, có phải vậy không thưa đồng chí? Đúng vậy, bởi vì sao? Bởi vì ta biết rằng là cái việc Hồng Quân Liên Xô đánh bại Phát xít Đức, rồi là Nhật đầu hàng đồng minh, thế thì tạo ra cái cơ hội để giải phóng tộc cho tất cả các nước vốn là thuộc địa của các nước đế quốc nói chung và Nhật Bản nói riêng, trong đó có Việt Nam. Mà tại làm sao mà các dân tộc khác họ không giành được độc lập? Bởi vì chính là gì? Yếu tố khách quan tạo ra thuận lợi thì như nhau, nhưng họ thiếu đi yếu tố chủ quan. Mà yếu tố chủ quan ở đây tôi muốn nói rằng chính là cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tôi cũng rất đồng tình với đồng chí với quan điểm là không thể có một sự ăn may trong một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc chống lại chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân nếu như giai cấp lãnh đạo dân tộc đó, mà cụ thể ở Việt Nam là Đảng Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, không có đường lối đúng, không chuẩn bị được lực lượng, nhất là không chớp được thời cơ. Vậy nên những chiêu trò xuyên tạc lịch sử, hạ thấp ý nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945 thực ra chỉ là để thực hiện một mưu đồ đen tối của những kẻ cực đoan phản động mà thôi. Và để tiếp tục cuộc trao đổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật đầu hàng đồng minh là do bị Mỹ ném bom nguyên tử. Đó là cách viết lại lịch sử với mưu đồ phủ nhận vai trò của Hồng Quân Liên Xô, phủ nhận những giá trị tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, cội nguồn tinh thần, sức mạnh của những người cộng sản. Cũng như vậy ở Việt Nam, khi nói về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, có những người tự xưng là nhà nghiên cứu này nọ, không biết dựa vào đâu rồi nhắm mắt phán bừa. Cuộc cách mạng tháng 8 thành công chủ yếu là do ăn may, vì lúc đó ở Việt Nam đã có một khoảng trống quyền lực, thậm chí chẳng cần làm cách mạng vì đã có chính phủ Trần Trọng Kim. Hay, tự nhận mình là một nhà nghiên cứu mà nói ra những điều đó họ không thấy ngượng với mọi người, ngượng với lương tâm. Khoảng trống quyền lực ấy ở đâu? Khi mà gần 100.000 quân Nhật được vũ trang tận răng vẫn ở Việt Nam lúc đó. Chính phủ Trần Trọng Kim ở đâu mà để gần 2 triệu người Việt Nam phải chết đói, thân xác phơi đầy đường làng góc phố. Thế nên những chiêu trò đòi viết lại lịch sử, xem xét lại quá khứ, với cái tâm, cái tầm đen tối, thì dù ẩn dưới vỏ bọc nào thì cũng chẳng lừa bịp được ai. Ngoài những chiêu trò như trong clip chúng ta vừa xem thì họ còn có thêm những chiêu trò gì khác nữa thưa đồng chí? Ngoài những cái chiêu trò mà clip đã phản ánh thì tôi thấy rằng là chúng ta hiện nay rất chú ý một số các cái quan điểm như này. Có quan điểm cho rằng nếu như Việt Minh không kiên quyết tiêu diệt chính phủ Trần Trọng Kim mà hợp tác với chính phủ này thì tình hình đất nước hiện nay của chúng ta đã khác rất là nhiều. Đây là một quan điểm, mà quan điểm này cũng hết sức là nguy hiểm. Thực chất quan điểm này thế nào? Thì tôi cho rằng chính phủ Trần Trọng Kim do Nhật thiết lập ra từ tháng 3 năm 1945 nhằm thay thế cái bộ máy của thực dân Pháp mà Pháp dân Nhật đã hất cảng để độc chiếm Đông Dương, mà thiết lập ra cũng để làm phục vụ làm tay sai cho Nhật mà thôi. Chính vì vậy mà chính phủ Trần Trọng Kim không hề có một cái thực lực gì. Và một quan điểm nữa cho rằng tuyên bố Việt Nam độc lập của Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim có đủ cơ sở pháp lý, Việt Minh không cần làm cuộc cách mạng tháng 8 thì Việt Nam cũng đã được độc lập rồi. Thực chất quan điểm này thế nào? Thì có thể nói rằng là đây là một cái quan điểm là rất là sai trái, bởi vì chính phủ Trần Trọng Kim và Bảo Đại tuyên bố độc lập là cái độc lập đó độc lập giả hiệu do Nhật nó ban phát cho, chứ còn không độc lập thực sự. Bởi vì sao? Bởi vì độc lập gì nhưng mà lại không có quản lý tài chính, độc lập gì mà không có quân đội, độc lập gì mà không có ngoại giao, mà chỉ là một cái chính phủ
không hề có một thực lực gì cả. Cho nên cái độc lập đó chính là chính phủ bù nhìn. Và cũng lại có quan điểm cho rằng là để tỏ rõ thiện chí, không dùng bạo lực, thì chính phủ Trần Trọng Kim đã không tổ chức ra quân đội. Rồi là chính phủ Trần Trọng Kim đã không có bộ quốc phòng. Và cho rằng là đây là chính là tỏ rõ cái thiện chí là không dùng bạo lực. Vì vậy, cái việc cướp chính quyền của Việt Minh rất dễ dàng, nhanh chóng, không phải gặp lại đối phó là của chính phủ Trần Trọng Kim. Đây cũng là một quan điểm rất là phản động. Vậy họ xuyên tạc lịch sử nhằm mục đích gì và làm thế nào để họ có thể thực hiện được những mưu đồ đó? Tất cả những cái chiêu trò đấy xuyên tạc lịch sử, bóp méo lịch sử. Ví dụ như cá nhân, mục đích của chúng là gì? Để hạ thấp ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Và để thực hiện cái mưu đồ này thì chúng có rất nhiều các thủ đoạn khác nhau. Và gần đây chúng ta biết rằng có các cái thủ đoạn, ví dụ như là ở trên các cái trang thông tin mạng, thế rồi là ở các cái thành các cái nhóm, các tổ chức các cái cuộc hội thảo, thậm chí là tung lực lượng đi để rỉ giả với các cái bộ phận nhân dân. Và chúng kêu gọi là nhân dân xuống đường, kêu gọi nhân dân viết lại lịch sử, rồi là kêu gọi nhân dân làm cuộc cách mạng mới để mà lật đổ Đảng Cộng sản, lật đổ cái chế độ. Cùng với những chiêu trò như đồng chí vừa nêu thì gần đây trên một số các trang mạng xã hội, những phần tử phản động còn triệt để lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân cũng như là tinh thần của cuộc cách mạng tháng 8 để kêu gọi người dân xuống đường biểu tình nhân dịp mùng 2 tháng 9 này. Đồng chí nghĩ như thế nào về điều này? Gần đây thì chúng ta thấy rằng là trên mạng xã hội đấy thì cái việc này là có thật. Hiện nay nó đang hoạt động rất giao diết, hình thành các nhóm, tổ chức tuyên truyền, kích động, rồi chúng tổ chức hội thảo, vân vân. Rất nhiều các cái hoạt động. Và chúng hô hào phải biểu tình đến bao giờ, liên tục, đến bao giờ hạ được cái vai trò, loại bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản mới thôi. Và chúng tôi cho rằng là đây là một cái hành động rất nguy hiểm mà nhân dân chúng ta phải hết sức cảnh giác. Hết sức cảnh giác, không để cái lòng yêu nước của mình để chúng lợi dụng. Như là một số các cái nước mà chúng ta cũng đã từng thấy, như là Iraq, như là Syria, là những đất nước rất là tươi đẹp nhưng mà bị ảnh hưởng của cuộc cách mạng màu. Để làm thất bại những mưu đồ đen tối đó thì chúng ta cần phải làm gì, thưa đồng chí? Trước hết là chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ những cái hoạt động tinh vi, những thủ đoạn xảo quyệt của chúng, và phải giáo dục cho nhân dân, cho các đối tượng, từ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ được bản chất âm mưu, thủ đoạn và các cái chiêu trò rất là tinh vi của các thế lực thù địch. Mở thêm các cái kênh để người dân được bày tỏ cái chính kiến trực tiếp của mình với các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ rất là tốt. Và nó sẽ không còn nhiều cơ hội để cho các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo, kích động nhân dân xuống đường biểu tình. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý khán giả, từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, từ một dân tộc lầm than, rên xiết dưới ách cai trị của thực dân đế quốc và phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Giờ đây Việt Nam đã trở thành một đất nước thanh bình, dân tộc Việt Nam đã có được vị thế của người làm chủ, sánh vai cùng bạn bè Nam Châu. Thành tựu ấy cũng được khởi nguồn từ mùa thu lịch sử năm 1945. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng 8 năm 1945 là không thể phủ định được. Vì vậy, mọi mưu toan chống phá hay sự suy diễn chủ quan về cuộc cách mạng này đều không có giá trị và cần phải được lên án bác bỏ. Chương trình xin được dừng lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý khán giả và các đồng chí.